đánh nhỉ? Thầy ơi, thầy đánh rùa không, con đánh cho thầy. Một không có giày đánh rùa vậy, một cặp rùa đánh lấy 5.000 thôi ạ. Ai đánh rùa không? Bánh rùa. Anh gọi bánh rùa thế. Bánh rùa. Ôi ai đấy? Ai đi bò bò? Gặp các là cục hay giò lắm gì? Đánh sao? Ừ. Bây giờ anh có đánh sao hay đánh giày? Đánh lộn không? Anh vô duyên nhảy, đàn ông con trai thì phải con gái đánh lộn. Không, bây giờ không nói nhiều nữa. Em đánh giày đúng không? Dạ. Được rồi, may quá. Em nhìn kỹ cái mặt nó đi. Có gì? Em thấy mặt con sao? Xấu quá. Không phải mặt con xấu mà tôi là đại gia. Thế hả? Không tin là tôi hỏi sư phụ đi xuống. Vàng bữa nay lên 2-3 triệu đồng một lượng. Thế à? Đánh gì tôi đưa chị để đi đô tiệm vàng. Mua một lượng hả? Không, mua chị. À đúng rồi, chứ cũng được. Anh là đánh giày không? Ừ. Quyết định là đánh giày không? Ok, đánh gì đánh gì? Anh cởi đôi giày ra, đánh bao nhiêu giày vậy? Không, thời buổi giờ không tin ai cả. Thạch sanh thế mà lý thông thì nhiều. Đưa đôi giày quá, cầm vậy em có mất tiêu sao? Anh ơi, làm người ai làm thế? Không làm thế sao làm người? Em là thạch sanh chứ không phải lý thông đâu. Đúng, mà em thạch sanh mà tâm địa em thạch sùng. Trời ơi, anh ơi, sống phải tin nhau là sống anh ơi. Làm gì có tin nhau, tôi mà đôi khi không còn tin tôi nữa mà. Sáng sớm tôi nhìn tôi trong gương, tôi có tưởng tôi là Lương Đức Hòa. Trời ơi, anh đánh sao? Đánh đôi giày nhiêu tiền? 8.000. Ý sao vậy hả? Tôi đánh đôi giày có 5.000 thôi. Đánh bao giờ? 3 năm về trước. Anh khoan đã, trước khi đến giày, lưu ý, giày tôi không phải là giày thường, giày tôi là giày xịn. Cả thành phố này có mình tôi với mấy người có đôi giày thôi. Thế à? Nói gì giày tôi chính là giày hiểu. Hiểu gì? Bi tiết. Hả? Ở nhà còn hiểu đó cũng ghê. Có gì hiểu gì nữa? Bi tát. Oh, anh xài toàn là hiểu bi không nhỉ? Oh yeah. Nhiều lúc đi làm về qua coi giới ăn chó nhào tôi nó ăn mà nhìn thấy thèm nữa. Thèm xuống ăn cùng với nó. Bữa chung là nghe không lại. Không, con chó là bên cắn lộn không lại đâu. Ừ nhá, chứ anh mà ăn được tưởng anh thì xúc vắng được quá. Đưa lên nha. À, nè, đưa lên nha. Trời ơi, cứ như là người mẫu quá kìa. Anh ơi, bất đê anh ơi. Trời ơi, mang cái này người ta cười cho. Vậy đó. Không ra đi. Xuân Mai. Ồ, oh, để Xuân Mai à. Ok.
ok, hiện tại đang theo đuổi dòng nhạc và trào luôn với giới trẻ Sài Gòn này hết. Nhạc gì? Nhạc lắc. Anh nói rồi. Bảo cái gì vậy? Anh vừa bảo rồi. Nhạc lắc đó, nhạc lắc nè. Trời ơi, anh Dương nhạc lắc hả? Trời ơi. Quê đấy. Trời ơi. Trời ơi, mấy trời mà không có nhạc lắc thì mấy không được anh ơi. Mà anh nào sợ, có ai thích đâu, anh còn lèo kia nữa mà giờ anh thích nhạc lắc hả? Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, quá nhạc lắc đánh trời của nó xuống. Đúng vậy. Rồi tí á. Nhạc nhạc nhạc. Em thuê cho mấy đứa xe để kéo lên nó vào đây. Đấy. Rồi hả luôn rồi. Ừ, vào đây. Được. Ồ, công nhận đeo kéo mà cũng chơi nhạc đen nữa ha. Mày hả mày? Ngày 10 đứa như mày biết được nhiêu tiền chưa? À, có 50 ngàn thôi.